Communication course. My name is Heidi and I'll be your teacher in coming lessons. Xin chào các em đã đến với cả khóa học giao tiếp cơ bản của chúng ta ngày hôm nay. Cô tên là Heidi và cô sẽ là giáo viên của các em trong những bài học tới. Và trong bài khóa học này chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về những vấn đề trong cuộc sống thường nhật nhưng mà bằng tiếng Anh. Ví dụ như là gì? Làm thế nào để chúng ta mặc cả bằng tiếng Anh này, làm thế nào để chúng ta mời một người đi chơi bằng tiếng Anh, làm thế nào để chúng ta có thể nói về sở thích của chúng mình bằng tiếng Anh. Tất cả những điều đấy chúng mình sẽ cùng khám phá trong khóa học này, được không nào? Ok, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với cả bài học đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Meeting People, cách chào hỏi mọi người trong tiếng Anh. Và với bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về cách chào hỏi mọi người, nhưng đối với cả những người mà chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng lịch sự nhé, formal way. Bởi vì theo chúng mình cũng biết là gì, kể cả trong tiếng Việt thì chúng ta cũng có rất nhiều cách chào hỏi khác nhau, đúng không nào? Với mỗi đối tượng chúng ta lại có một cách chào hỏi riêng. Và ví dụ như người lớn tuổi hơn chúng ta có một cách, người với đồng nghiệp chúng ta có một cách, hoặc là gì, những người bạn bè thân thiết chúng ta lại có một cách khác, đúng không nào? Vậy thì chúng mình hãy cùng tìm hiểu xem nếu như mà chúng ta chào hỏi với những người mà thể hiện sự tôn với những người mà chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng lịch sự thì như thế nào nhá. Đầu tiên, đó là những cái cách chào chung chung nhất. Chúng mình có một câu chào rất là quen thuộc, đó chính là hello. Ok, vậy thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy này, hello. Các bạn nghe nhé, không phải là hello mà nó sẽ là hello. Ok, hello, hello. Và bên cạnh đấy chúng mình cũng có thể có những cái cụm từ mang ý nghĩa giống như là lời chào. Ví dụ như là gì? How are you? How are you? Và trong trường hợp này, how are you nó không mang ý nghĩa là bạn có khỏe không nhá, mà nó giống như là một câu chào thôi. Đây, how are you? Được chưa nào? Bên cạnh how are you, chúng ta cũng có thể chào là gì? How are you doing? Dạo gần đây bạn như thế nào? How are you doing? Hoặc là gì? How's everything? How's everything? Hoặc là how's everything going? How's everything going? Hoặc là gì? Dạo gần đây mọi thứ đối bạn ra làm sao? How have you been keeping? How have you been keeping? Nhá. How have you been keeping? Hoặc là tôi tin chắc rằng mọi thứ với bạn vẫn ổn, đúng không? I trust that everything's well. I trust that everything's well. Đây là những cái cấu trúc chào chung chung nhất mà chúng mình có thể áp dụng nhá. Ok. Bên cạnh những cái câu chào chung chung này, chúng ta có những cái câu chào dựa vào từng buổi ở trong ngày. Ví dụ như chào buổi sáng chúng ta có thể nói là gì? Good morning hoặc là morning. Chào buổi chiều chúng ta có good afternoon hoặc là afternoon. Và chào buổi tối chúng ta có good evening hoặc là evening. Các bạn lưu ý cái từ này nhé. Từ này chúng ta không đọc là evening mà nó sẽ chỉ có hai âm tiết thôi, là eve và ning. Evening, good evening hoặc là evening. Được chưa nào? Ok, vậy là những cái cách chào theo buổi. Bây giờ chúng mình sẽ đến với cả những đoạn hội thoại mà chứa những cái cách chào vừa rồi cô Heidi vừa giới thiệu cho các bạn nhé. Cái thứ nhất, đoạn hội thoại thứ nhất. Hi, how are you doing? Xin chào, dạo này bạn như thế nào? Hi, how are you doing? Và người ta, khi mà người ta chào bạn sử dụng doing thì chúng mình trả lời chúng ta cũng sử dụng doing nhé. I'm doing well hoặc là I'm doing great nhé. Ok, đoạn hội thoại thứ hai chúng ta có thể có là gì? Morning, how's everything? Morning, how's everything? Và để trả lời thì chúng ta có thể sử dụng những cái tính từ khác nhau. Ví dụ it's great hoặc là it's awesome hoặc là it's fantastic hoặc là it's wonderful nhá. It's wonderful, it's fantastic, đều là rất là tuyệt vời. Hoặc nếu như mà trong trường hợp là gì cũng bình bình thôi thì chúng ta có từ so-so nhá. Ok, và để tiếp tục đoạn hội thoại thì chúng ta có một cái cấu trúc câu rất là quen thuộc, đó là what about you? What about you? Được chưa? Tiếp theo này chúng ta có một mẫu nữa này, đoạn hội thoại thứ ba này. Hello, it has been a long time. Oh, it has been a long time. I trust that everything's well. Tôi tin rằng mọi thứ vẫn ổn, đúng không? So-so. Ok, so-so là cũng tầm tầm thôi. Nhớ, what about you? Hoặc là đoạn cuối cùng chúng ta có hey, have you been keeping? Hey, have you been keeping? Và chúng ta cũng có thể sử dụng gì những cái tính từ để trả lời như là it's great, it's all great, it's all wonderful. Được chưa nào? Ok. Vậy là vừa rồi cô Heidi vừa hướng dẫn cho các bạn cái cấu trúc chào đối với cả những người cần thể hiện sự
tôn trọng và lịch sự nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng xem lại video một lần nữa, cùng tập đọc những cái cấu trúc với cả cô Heidi và cùng luyện tập những cái đoạn hội thoại mà cô vừa đưa ra, được không nào? Và nhớ là chúng ta hãy truy cập vào trang web tiếnganh.com để làm thêm những bài tập phụ trợ trong ngày hôm nay nhé. Ok, so see you.